học sinh trên toàn quốc. Chào mừng các bạn đến khóa toán 9 của học mãi.vn. Buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến bài đó là phương trình quy về phương trình bậc 2. Thì trong cái quá trình mà giải phương trình bậc 2, các bạn đã nắm được cái phương pháp giải. Chúng ta đã có các công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Chúng ta có định lý VS trong cái quá trình giải phương trình bậc 2. Bây giờ chúng ta sẽ học một số dạng có thể đưa về phương trình bậc 2 để giải. Thì các dạng này là như thế nào? Thì bài của chúng ta hôm nay sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất đó là phương trình trùng phương. Phần thứ hai đó là phương trình chứa ẩn ở mẫu và phần thứ ba đó là phương trình tích. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung chi tiết của học ngày hôm nay nhé. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần thứ nhất đó là phương trình trùng phương. Phương trình trùng phương là gì? Thì ở đây các bạn chú ý, chúng ta sẽ có dạng của phương trình trùng phương. Phương trình trùng phương là phương trình có dạng AX mũ 4 cộng với BX bình cộng C bằng 0 với điều kiện A khác 0. Thì đây người ta gọi là phương trình trùng phương. Thì các bạn thấy cái phương trình này nó không phải là phương trình bậc 2, đúng không? Bởi vì nó là phương trình bậc bậc 4, x mũ 4 mà, đúng không? Nhưng cái phương trình bậc 4 này đặc biệt đó là nó có x mũ 4, không có x mũ 3, không có x mũ 1 và có thể có x mũ 2. Thì đây được gọi là phương trình trùng phương Đấy các bạn chú ý nhé Ví dụ các phương trình trùng phương như sau Ví dụ các bạn có 2x mũ 4 3x bình cộng 1 bằng 0 Đây là phương trình trùng phương Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có là 2x mũ 4 cộng 1 bằng 0 Đây là phương trình trùng phương Ví dụ ở đây chúng ta có x mũ 4 3x bình bằng 0 Đây là phương trình trùng phương và thậm chí ở đây chúng ta có x mũ 4 bằng 0 Đây cũng là phương trình trùng phương Đấy các bạn thấy Như vậy trong cái phương trình trùng phương này Nó phải có x mũ 4 Đúng không? X mũ 4 là cao nhất Không có x mũ 3, không có x mũ 1 Và có thể có x mũ 2 Và hệ số tự do Đấy các bạn chú ý chỗ đấy Thì đây là phương trình trùng trùng phương thì với phương trình trùng phương này chúng ta sẽ giải như thế nào? Thì với cái cấu tạo đặc biệt như vậy Chúng ta sẽ đưa cái phương trình trùng phương này này Về dạng phương trình bậc 2 Đấy. Làm thế nào để đưa được Các bạn sẽ đặt Các bạn đặt Đặt X bình phương bằng T Các bạn đặt X bình bằng T Nhớ thì bởi vì x bình thì luôn lớn bằng 0 Vì vậy điều kiện của t là t cũng phải lớn bằng 0 T cũng phải lớn bằng 0 Điều kiện là t lớn bằng 0 Thì trong trường hợp đặt x bình bằng t Thì khi đó phương trình sẽ trở thành phương trình sẽ tương đương với x mũ 4. x mũ 4 thực chất chính là x bình sau đó mũ 2 tiếp, đúng không? Ở đây chúng ta có x mũ 4 thực chất chính là x bình tất cả bình. Mà ở đây các bạn đặt x bình bằng gì? Bằng t. Như vậy x mũ 4 thực chất chính là t bình, đúng không? vậy các bạn sẽ được phương trình là at bình. Số này là cộng bx bình tức là cộng với bt cộng C bằng 0. Và đến đây, chúng ta được một cái phương trình bậc hai theo theo T. Giải cái phương trình bậc hai này ra, so sánh điều kiện T thỏa mãn, chúng ta lắp vào cái biểu thức liên hệ giữa x và t đó là x bình bằng t thì các bạn sẽ giải ra gì giải ra x giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn nhé giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ số 1 nội dung ví dụ số 1 như sau Giải phương trình x mũ 4 trừ 5 x bình trừ 36 bằng 0 Các bạn nhận thấy rằng đây là phương trình trùng phương Bởi vì có x mũ 4, có x bình và có hệ số tự do Không chứa x mũ 3 và x mũ 1 Để giải phương trình trùng phương này Chúng ta sẽ làm bằng cách đó là đặt x bình bằng T Ở đây chúng ta sẽ có đặt x bình bằng T Điều kiện t lớn bằng 0. Khi đó, chúng ta có phương trình trở thành Khi đó, phương trình trở thành trở thành gì đây? x mũ 4 chính là t bình trừ đi 5x bình là 5t trừ đi 36 bằng 0. Đây là một phương trình bậc bậc 2. Để giải phương trình bậc 2 này các bạn tính delta Delta ở đây các bạn có B bình Tức là trừ 5 Tất cả bình Trừ đi 4 lần AC Trừ đi 4 Nhân 1 Nhân với C đây là trừ 36 Đến buổi hôm nay rồi Các bạn nào còn chưa biết được Đâu là A, đâu là B, đâu là C không Nếu bạn nào mà chưa rõ Quay lại cái buổi đầu tiên về phương trình bậc 2 nhá Đến buổi hôm nay vẫn còn không biết đâu là A, đâu là B, đâu là C thì buồn quá, đúng không nhỉ? Thậm chí cái delta này không biết các bạn còn nhớ hay không? Tức là phải nhớ phải thuộc thì chúng ta mới làm được cái phương trình này. Chúng ta sẽ cùng nhau tính các bạn được. Cái này bình phương là 25. Trừ đi. Trừ với trừ thành cộng 4624 144. Như vậy các bạn được kết quả chỗ này là 169. 169 lớn hơn 0 lớn không chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt. Như vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đánh dấu đây là phương trình sao đi cho nó tiện. Phương trình sao có hai nghiệm phân biệt. phân biệt. T1 cái này bằng trừ b tức là 5 cộng với căn bậc 2 của delta 169 lấy căn bậc 2 các bạn sẽ được 13. Chia cho 2a, vậy chia cho 2. Như vậy các bạn sẽ được tính luôn cái này đi. Cái này các bạn sẽ có 5 cộng với 13 là 18, 18 chia 2 được 9. T2 các bạn được 5 trừ 13 chia 2 5 trừ 13 là bằng trừ 8 Trừ 8 chia 2 được Trừ 4 Dựa vào đây các bạn thấy Cái này là thỏa mãn Cái này loại Đó Như vậy ở đây chúng ta có Ta có X bình bằng T Bằng T1 Cái này là bằng 9 Như vậy suy ra Chúng ta sẽ được X bình bằng 9 x bình bằng 9. x bình bằng 9 thì các bạn sẽ có hai nghiệm suy ra x bằng 3 và x bằng bao nhiêu đấy? Trừ 3. Kết luận, phương trình có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt là x bằng 3 và x bằng trừ 3. Ok chưa nhỉ? Đó, thì đây chính là cách mà chúng ta giải phương trình bậc 4 trùng phương. Giống như sẽ đến với ví dụ thứ hai nhé. Giống như đến với ví dụ số 2. Nội dung ví dụ số 2 là giải phương trình x 4 trừ 2x bình cộng 64 bằng 0. Đặc điểm nhận ra, đây là phương trình bậc 4 trùng phương. Có x mũ 4, có x bình, có, có hệ số tự do, không có x mũ 3, không có x mũ 1. Giải phương trình này bằng cách đặt x bình bằng t điều kiện t lớn bằng 0. Điều kiện t lớn bằng 0. Thì khi đó, đánh dấu 1 đi cho nó dễ nói nhá. Khi đó phương trình 1 trở thành trở thành Trở thành gì đây? t bình trừ đi 20t cộng với 64 bằng 0. Đây là một phương trình bậc 2. Để giải phương trình bậc 2 này chúng ta sẽ tính delta. Thì ở đây các bạn thấy hệ số T đây là -20. Đẹp. Chúng ta sẽ tính gì? Delta phẩy. Delta phẩy ở đây các bạn chú ý trong các quá trình làm. Mới làm thì tốt nhất là viết các hệ số ra chứ đỡ bị nhầm nhá. Hệ số đây các bạn thấy A là 1. B là -20 nên B phẩy là bằng -10. C bằng 64. Như vậy delta phẩy đây chúng ta có B phẩy bình trừ đi AC. Cái này sẽ bằng B phẩy bình. Thì ở đây các bạn có B phẩy là trừ -10. trừ 10 bình là 100. trừ đi AC. A là 1, C là 64, như vậy trừ đi 64. Các bạn được 36 lớn hơn 0. 36 lớn hơn 0, điều đó chứng tỏ phương trình 2 Đánh dấu đây là phương trình 2 đi Suy ra phương trình 2 Có hai nghiệm phân biệt Thầy viết tắt T1 bằng Bằng bao nhiêu Trừ B phẩy Cộng căn bậc 2 của delta phẩy Chia cho A Cái này bằng Trừ B phẩy cho này là 10 Căn bậc 2 của delta phẩy là 6 Chia cho A là 1 Như vậy được kết quả là 16 16 làm sao? Thỏa mãn Bởi vì số này lớn hơn 0 T2 Các bạn được trừ B phẩy Trừ căn bậc 2 của delta phẩy Chia cho A Được 10 trừ 6 trên 1 Được 4 Cũng thỏa mãn luôn như vậy ví dụ này các bạn thấy cả hai giá trị T đều thỏa mãn. Trường 1 t bằng t1 bằng 16 thì suy ra x bình bằng 16. x bình bằng 16 thì chúng ta có suy ra x1 bằng 4, x2 bằng -4 là hai nghiệm của phương trình. Trường hợp thứ hai. Với thôi không cần viết trường hợp 1 2 nữa mất thời gian. Với đi và cái này là với Đó T bằng T2 Bằng 4 Thì suy ra các bạn có x bình bằng 4 Suy ra X3 bằng 2 X4 bằng Trừ 2 Như vậy phương trình đã cho Có 4 nghiệm phân biệt Thầy viết tắt Các bạn viết 4 nghiệm ra x1, x2, x3, x4 Thì đây chính là phần phương trình trùng phương Giờ chúng ta sẽ đi chuyển sang phần thứ hai nhé Giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai Đó là phương trình chứa ẩn ở dưới mẫu thức Để Các bạn chú ý nhé Ẩn ở dưới mẫu thức Chứ không phải là có mẫu đấy, các bạn chú ý Vì nhiều khi cái phân số Ví dụ chúng ta có 1 phần 2 Đây cũng là có mẫu rồi Nhưng bây giờ cái ẩn ấy Ẩn đấy Nó chui dưới mẫu Thì đây chúng ta sẽ cùng nhau học cách giải Cái phương trình dạng này Thực ra phương trình dạng này chúng ta cũng đã học cách giải từ lớp 8 rồi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại bốn cái bước giải phương trình có ẩn ở mẫu thức. Bước thứ nhất đó là tìm điều kiện xác định của phương trình. các bạn chú ý nhé. Khi có mẫu, khi ẩn ở mẫu, bao giờ chúng ta cũng làm động tác đầu tiên đó là tìm điều kiện xác định, xem xem khi nào phương trình là xác định. Thì điều kiện xác định của phương trình là gì? Đó là trong trường hợp ẩn ở dưới mẫu thức chúng ta phải đặt điều kiện để cho mẫu thức khác không này các bạn chú ý Thực ra ở đây trong cái quá trình tìm điều kiện xác định Đó là đặt điều kiện để mẫu thức gì khác không Bước 2 Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu thức Trong quá trình mà giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức Thì tư tưởng là chúng ta sẽ làm mất cái mẫu đó đi Làm thế nào để mất mẫu Đó là chúng ta sẽ phải quy đồng mẫu thức hai vế Để đưa mẫu về mẫu chung Đúng không? Khi đã có mẫu chung rồi chúng ta sẽ gì? Khử mẫu ở hai vế đó đi nhá. Bước 3, giải phương trình vừa nhận được. Sau khi khử mẫu, chúng ta được một cái phương trình mới, không còn mẫu nữa và chúng ta sẽ tiến hành giải cái phương trình này. Và đến bước thứ tư là trong quá trình giải, chúng ta sẽ nhận được các cái giá trị của ẩn. Thì các cái giá trị của ẩn này các bạn phải nhớ là so sánh với điều kiện. Nếu nó thỏa mãn thì đó là nghiệm của phương trình. Còn nếu nó không thỏa mãn thì chúng ta phải loại cái giá trị đó đi Để các bạn chú ý Thì đây là bốn bước trong cái quá trình mà chúng ta giải phương trình mà chứa ẩn ở mẫu thức Giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào ví dụ nhé Ví dụ số 1 Yêu cầu giải phương trình x bình trừ 3x cộng 6 Chia cho x bình trừ 9 bằng 1 trên x trừ 3 Các bạn thấy rằng phương trình này chứa ẩn ở dưới mẫu thức Các bạn thấy x không? Chui dưới mẫu này, x chui dưới mẫu thì động tác đầu tiên cho quá trình giải các bạn phải đặt điều kiện xác định. Điều kiện xác định. Điều kiện xác định ở đây là gì? Chúng ta sẽ đặt tất cả những cái mẫu ở đây phải khác không. Tức là x bình trừ 9 cái này khác không. Và x trừ 3 cái này khác không. X bình trừ 9 khác không làm nào giải được. Thì các bạn biết rằng x bình Trừ 9 và bằng 0 Thì chúng ta sẽ được Nghiệm x bằng cộng trừ 3 Thì bây giờ muốn x bình trừ 9 khác 0 Thì có nghĩa là Nó phải khác 3 Và x phải khác Trừ 3 Đúng không? Đó Nó phải khác 3 và khác trừ 3 Sau khi đặt xong điều kiện Chúng ta sẽ tiến hành Quy đồng Đưa về mẫu chung Các bạn thấy hai cái biểu thức mẫu này xem xem hai biểu thức mẫu này chúng ta sẽ lấy một cái biểu thức mẫu chung của cả hai cái ở đây chúng ta có x bình trừ 9 thầy phân tích nhá x bình trừ 9 thực chất là x trừ 3 nhân với x cộng 3 cái này chính là gì đấy do hằng đẳng thức đúng không Hằng thức gì a bình trừ đi b bình thì bằng a trừ b nhân a cộng b do hàng đẳng thức nó sinh ra công thức này. Như vậy mẫu của cái biểu thức này đó chính là x 3 nhân x cộng 3. Mẫu của biểu thức này là x 3. Như vậy mẫu chung của cả hai cái phân thức này nó chính là x bình trừ 9 hay nó chính là x 3 nhân với x cộng cộng 3. Thì bây giờ trong cái quá trình quy đồng chúng ta sẽ áp dụng cái nguyên tắc thiếu cái gì thì nhân với cái đó nhá. Mẫu thiếu cái gì thì nhân cả tử và mẫu với cái đó. Tức là khi đó chúng ta sẽ có phương trình 1 nó sẽ trở thành quy đồng mẫu thức. Quy đồng mẫu thức ta được. Thực ra trong cái quá trình mà làm, các bạn có thể bỏ mẫu đi luôn cũng được. Nhưng thầy viết ra để cho các bạn dễ hình dung. Còn sau này cái bước quy đồng này chúng ta được phép quy đồng và bỏ mẫu luôn trong cùng một bước nhá. Thì khi đó các bạn có Phương trình 1 sẽ tương đương với Phương trình 1 tương đương với X bình Trừ đi 3X Cộng với 6 Chia cho X bình trừ 9 Phân thức thứ nhất không vấn đề gì Phân thức thứ hai 1 phần X 3 Thì cái mẫu thằng này là X 3 Mà mẫu chung là X 3 nhân X cộng 3 Tức là cái mẫu này nó thiếu mất X cộng 3 Thiếu mất X cộng 3 thì các bạn sẽ nhân cả tử và mẫu với X cộng 3 Như vậy các bạn sẽ nhân cả tử và mẫu với X cộng 3 Nhân cả tử và mẫu với x cộng 3 Thì các bạn thấy mẫu ở phía bên phải và mẫu phía bên trái là như nhau Thì khi đó chúng ta có quy đồng Quy đồng ở đây các bạn thấy mẫu giống nhau rồi Thì ở đây chúng ta sẽ có chỉ việc là tử bằng nhau là xong X cộng 3 Đúng không? Mẫu giống nhau rồi Hai phân thức này có mẫu giống nhau rồi Thì muốn chúng bằng nhau thì hai tử thức này phải làm sao? Bằng nhau Như vậy các bạn cho x bình trừ x cộng 6 Bằng với x cộng X cộng 3. Như vậy bản chất trong cái quá trình quy đồng là đưa về cùng cái mẫu thức. Khi đã cùng mẫu thức rồi thì bỏ mẫu đi, cho hai cái tử này bằng bằng nhau. Rút gọn, các bạn sẽ được x bình trừ 4x cái này cộng 3 bằng bằng 0. Đây là một phương trình bậc bậc hai. Với phương trình bậc hai, chúng ta giải cái phương trình này. Delta cũng được mà delta phẩy cũng được. Cái này bằng Trừ -2 bình trừ đi ac Vậy là trừ đi 3 Cái này các bạn được 1 Như vậy phương trình uh, 1 Đây là 2 Suy ra phương trình 2 Có hai nghiệm phân biệt X1 bằng Trừ B phẩy Chỗ này là trừ trừ thành cộng Cộng với căn bậc 2 delta phẩy Trên A Tức là bằng 3 loại và x2 cái này bằng 2 trừ 1 trên 1 bằng 1 cái này thỏa mãn như vậy các luận sao các luận phương trình có nghiệm x bằng x bằng 1 x bằng 3 này không thỏa mãn điều kiện điều kiện của chúng ta là x phải khác cộng trừ 3 để các bạn chú ý nhé đây là cách mà chúng ta giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Giờ chúng ta sang phần thứ ba đó là phương trình tích. Phương trình tích là gì? Đấy thì các bạn chú ý chỗ này nhá. Thì phương trình tích ở đây về mặt dạng thì nó sẽ có dạng như sau. Nó có dạng a nhân b bằng 0. Trong đó AB là các biểu thức. Đấy, các bạn chú ý. AB ở đây là các biểu thức thậm chí thêm c cũng được, d cũng được, vân vân. Thì để giải cái phương trình tích này thì các bạn thấy hai số nhân với nhau bằng 0 xảy ra khi nào? Thì các bạn thấy rằng hai số nhân với nhau bằng 0 xảy ra khi một trong hai số đó bằng 0. Vì vậy, trong quá trình giải phương trình tích thì thực chất chúng ta sẽ đi giải từng phương trình với từng biểu thức này bằng 0. Ví dụ, chúng ta giải phương trình sau x 2 nhân với x bình trừ 3x trừ 4 bằng 0 Thì các bạn thấy đây là phương trình tích Cái biểu thức thứ nhất là x 2 Biểu thức thứ hai là x bình trừ 3x trừ 4 Hai biểu thức này nhân với nhau bằng 0 xảy ra khi nào? Thì hai biểu thức này nhân với nhau bằng 0 xảy ra khi và chỉ khi x 2 bằng 0 Đánh dấu đây là phương trình 1 đây là phương trình 2 hoặc x bình trừ 3x trừ 4 bằng 0 đánh dấu đây là phương trình 3 như vậy để giải phương trình 1 thì thực chất chúng ta tách thành hai phương trình phương trình thứ nhất là x trừ 2 bằng 0 như vậy chúng ta cho biểu thức thứ nhất bằng 0 và phương trình thứ hai chính là x bình trừ 3x trừ 4 bằng 0 có nghĩa là chúng ta cho cái biểu thức thứ hai này bằng bằng 0 Ở đây chúng ta đi giải từng phương trình 1 Ta có Phương trình 2 tương đương với x bằng 2 Như vậy chúng ta đã giải xong phương trình 2 Rất đơn giản Xét phương trình 3 Xét phương trình 3 Phương trình 3 là phương trình bậc Bậc 2 Để giải phương trình bậc 2 chúng ta tính Delta delta bằng B bình tức là trừ 3 tất cả bình trừ đi 4 lần AC tức là 4 nhân 1 C đây là trừ 4 chú ý có ngoặc vào hết sức chú ý đến dấu của nó thì các bạn có 9 trừ với trừ thành cộng cộng với 16 các bạn được 25 lớn hơn 0 như vậy phương trình 3 có hai nghiệm phân biệt có hai nghiệm phân biệt hai nghiệm phân biệt x1 bằng trừ b tức là 3 cộng với căn bậc 2 của delta tức là 5 trên 2a trên 2 như vậy các bạn sẽ được x bằng 4 và x2 cái này bằng 3 trừ đi 5 trên 2 Chúng ta được trừ 1 Ok chứ nhỉ Như vậy kết luận Phương trình đã cho Có 3 nghiệm phân biệt X bằng 2 X bằng 4 X bằng trừ 1 Đó Hoặc đến đây nếu bạn nào tinh ý thì các bạn để ý phương trình số 3 Chúng ta có A Trừ B cộng C Bằng 0 Thì các bạn nói luôn Vì phương trình có A trừ B cộng C bằng 1 Trừ đi trừ 3 Trừ đi 4 bằng 0 Nên phương trình có một nghiệm bằng trừ 1 Và một nghiệm bằng trừ C trên A như Vậy là bằng 4 Kết luận Phương trình đã cho có 3 nghiệm như thế này Đấy các bạn chú ý nhé thì đây chính là cách mà chúng ta giải cái phương trình tích Nhưng trong quá trình giải phương trình tích này Thì đôi khi người ta không cho chúng ta cái dạng ngon ăn như thế này này Mà người ta sẽ biến đổi một chút Thì giờ chúng ta sẽ đến với phương trình số 2 nhé Ví dụ số 2 Giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ số 2 Nội dung của ví dụ này đó là giải phương trình Thì các bạn thấy ở đây chúng ta có phương trình là x bình cộng 2x 5 tất cả bình Bằng x bình trừ 5x cộng 5 tất cả bình phương Thì khi giải phương trình này chúng ta có các hướng như sau Hướng thứ nhất chúng ta sử dụng hằng thức chúng ta sẽ nhân tung tóe cái phương trình này ra à, tung tóe cái biểu thức này ra và chúng ta sẽ nhân tung tóe cái biểu thức này ra nhưng khi nhân ra ở đây nếu bạn nào không thuộc hằng thức thì rất là khó đúng không thì ý tưởng thứ hai thay vì dùng hàng chúng ta dùng hằng thức để cho nhân tung tóe ra thì các bạn thấy hai vế của phương trình này là hai biểu thức khá là đặc biệt vế trái là a bình vế phải là b bình như vậy phương trình này có dạng a bình bằng B bình. Ý tưởng của tôi đưa về phương trình tích bằng cách chuyển B bình này sang thì các bạn được A bình trừ đi B bình bằng 0. Và đến đây rồi. Cái gì đây nhỉ? Hằng đẳng thức. Như vậy A bình trừ B bình chính là A trừ B nhân với A cộng B. Cái này bằng bằng 0. Và đến đây rồi, chúng ta lại đưa về phương trình tích dạng cơ bản Như vậy với ý tưởng này Chúng ta giải phương trình này như sau X bình cộng 2X trừ 5 tất cả bình Trừ đi X bình trừ đi X cộng 5 tất cả bình Cái này bằng 0 Biểu thức này đóng vai trò là A bình Biểu thức này đóng vai trò là B bình Và có dạng A bình trừ B bình bằng 0 Thì khi đó phương trình này tương đương với A trừ B A là gì? Biểu thức trong ngoặc Như vậy các bạn có x bình Cộng 2x Trừ đi 5 này, đây là A Trừ đi B Thì hết sức chú ý chỗ này Rất nhiều bạn nhầm chỗ này này Trừ đi B tức là trừ đi toàn bộ Cái thằng ở phía trong này Thì khi trừ chúng ta phải đổi dấu toàn bộ Biểu thức phía trong này nhá Đây là x đúng không? Đổi dấu thành trừ Đây, à, xin đây là x bình Thì đổi dấu thành trừ x bình Đây là trừ x Đổi dấu thành x Và đây là cộng 5 đổi dấu thành trừ 5 Đó Hết sức chú ý chỗ này Bởi vì trong quá trình mà trừ bạn nào mà quên đổi dấu Sai luôn nhá yeah. Và đến cái phần cộng thì đơn giản rồi Cộng thì vẫn giữ nguyên dấu thôi 2x trừ đi 5 Cộng với biểu thức này Cộng x bình trừ x cộng 5 Bằng 0 A trừ b nhấn A cộng b bằng 0 Đến đây các bạn rút gọn các bạn sẽ được x bình trừ x bình là hết 2x cộng x 3x trừ đi 10 ở đây các bạn có 2x bình ở đây chúng ta có cộng với x và ở đây các bạn có hết luôn số 5 bằng 0 đến đây rồi phương trình tích chưa tích rồi như vậy tương đương với 3x trừ 10 bằng 0 hoặc 2x bình cộng x bằng 0. Đánh dấu đây là phương trình 1 đi. Đây là phương trình 2, đây là phương trình 3. Giải tương phương trình 1. Phương trình 2 tương đương với 2 tương đương với 3x bằng 10. 2x bằng 10 phần 3. Phương trình 3. Các bạn thấy không? Đây là phương trình bậc 2. Nhưng phương trình bậc 2 làm sao? Quyết C Còn nhớ cái bài đầu tiên về phương trình bậc 2 không? Trong trường hợp quyết C này ta giải như nào ấy nhỉ? Có nhớ không? Đó là nhóm nhân tử chung Đúng không? Đấy, các bạn có phương trình 3 tương đương với Các bạn thấy có hai số hạng hai số hạng này chung nhau cái gì? X Đặt X ra ngoài thì đây còn 2x cộng 1 bằng 0 Lại đưa về một cái phương trình tích nữa Đúng không nhỉ? Như vậy đây chúng ta được x bằng 0 hoặc 2x cộng 1 bằng 0. Đó. Thì với 2x cộng 1 bằng 0 2x cộng 1 bằng 0 thì các bạn được x bằng trừ 1 phần 2. Như vậy các bạn kết luận phương trình có 3 nghiệm phân biệt. Các bạn tự viết nốt cho thầy nhá. X bằng bao nhiêu? 10 phần 3. X bằng 0. Và x bằng trừ 1 phần 2. Đó, các bạn chú ý. Như vậy, buổi học ngày hôm nay, thầy đã giới thiệu các bạn một số dạng phương trình đưa về phương trình bậc 2. Đó là phương trình trùng phương, phương trình có ẩn dưới mẫu thức và phương trình tích. Nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy xin tạm dừng tại đây. Xin ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau.